Thưa quý vị, Hà Tĩnh đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung. Hình ảnh người dân bất lực trong biển nước lũ khiến nhiều người không có xót xa. Thậm chí ghi nhận tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, một gia đình có người mất từ ngày 29 tháng 10, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa thể an táng vì ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trưa ngày 31 tháng 10, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua đang khiến nước sông ngàn phố đoạn qua địa phương này dâng cao cầu và đường dân sinh tại xã này bị nước lũ bủa vây gây chia cắt. Tại thôn Đông Hải có 13 hộ dân bị cô lập. Đặc biệt tại địa phương này có ông Nguyễn Hữu Tê, 70 tuổi, qua đời vì bệnh tật tuổi già từ ngày 29 tháng 10. Ông Long thông tin. Tuy nhiên, nước lũ vẫn dâng cao nên người thân họ hàng chưa thể làm lễ tang và đưa cụ ông đi chôn cất. Gia đình đang đợi lũ rút mới tiến hành được. Trưa ngày 31 tháng 10, lãnh đạo xã chúng tôi đã dùng đò di chuyển, vượt sông để thắp hương, chia buồn, động viên gia đình. Cũng theo vị chủ tịch xã, Trước đó, địa phương đã vận động người dân di rời tài sản lên khu vực cao giáo để tránh thiệt hại khi lũ về. Tại vùng bị cô lập, mỗi hộ dân đều có một chiếc thuyền nhỏ để di chuyển. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, mưa lũ từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 đã làm ngập gần 1.900 vườn của hộ dân, gần 500 hộ bị nước tràn vào nhà, 9 trường học, 18 hội quán và một điểm biêu điện bị ngập. Huyện này cũng có 3 người bị lũ cuốn trôi, trong đó có hai nạn nhân đã tìm thấy thi thể.